hồi sớ nói rằng đời người như nắng hè chói chang giống như lửa tụ nên gọi là kịch á cực khổ đời người như nắng hè chói chang hiện nay đúng là có việc này câu nói này là phật thích ca mâu ni từng nói ba ngàn năm trước thời đó không có triệu chứng này Quý vị thấy hiện nay khí hậu nóng này Trên thế giới có rất nhiều nơi Nhiệt độ vượt qua 40 độ Người đang sống bị chết nóng Trái đất trở nên nóng lạnh thất thường Dùng lạnh thì người bị chết cong Dùng nóng thì người bị chết nóng Đúng là bất bình thường Thường là gì? Nên nhớ Đây là nhân lễ nghĩa tri tính Gọi là ngũ thường Chúng ta không được làm trái điều này Nếu trái với nó Thân thể cũng không được bình thường Địa cầu không được bình thường Nhất định phải tìm lại năm chữ này Năm chữ này là tạnh đức Bao gồm cả Trong bản tính bản thiện Thiện là thế nào? Nhân, nghĩa, lệ, trí, tính là thiện Các bậc tổ tông nói Ngũ luân là thiện Ngũ thường là thiện Tứ duy bác đức là thiện Giáo dục nhân quả của đạo giáo là thiện Giáo dục thập thiện nghiệp đạo của Phật giáo là thiện Xã hội an định Quốc gia quá thực Mới có được trị an trường cửu Lễ nghĩa chi ban Xã hội hài hòa Thậm chí là xã hội đại đồng Đều đã được xuất hiện trong lịch sử Đây là một mảnh đất lành Hiện nay chỉ cần đem cái này hồi phục lại Bốn khoa một mà lão tổ tông hàng triệu năm dạy bảo Ngũ luân Ngũ thường tử duy bạc đức Chỉ cần đem những thứ này tìm về Thì mọi tai nạn trên Đều được quá giải Không thể hoài nghi Phiền phức do hoài nghi quá lớn Quá khủng khiếp